Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong video này mình sẽ muốn gặp cho các bạn xem một phụ kiện cho GoPro. Đó là cái dây, một cái cọng đeo cổ. Cái này thì có thể dùng cho điện thoại hoặc là GoPro cũng được. Thì chúng ta có thể đeo lên cổ và chúng ta thực hiện những cái shot quay mà từ góc nhìn của mình. Đeo ngay cổ giống như mình đang quay như thế này, chiếu xuống quay những sản phẩm như thế này, hoặc là các bạn quay câu cá, hoặc là quay cái gì nấu ăn mà các bạn cần theo cái góc nhìn thứ nhất của mình thì các bạn có thể sử dụng cái này. Thì nó khá là tiện, các bạn chỉ cần đeo lên cổ nó rất là nhanh. Trong cái giỏ thì chỉ có như đây thôi. Chúng ta tặng kèm thêm một cái phiếu, một cái tem, tem của GoPro đây. Bộ tem của GoPro, tem màu trắng và tem màu đen. Thì mình trước giờ mình cũng ít cái sử dụng những cái tem của GoPro ấy. Chung là để chơi thôi, cũng chả biết dán ở đâu. Rồi GoPro này cũng không có đẹp, nó không giống như thằng Apple có thể dán nhiều nơi đẹp. Cái này nói chung là cứ cho thì cứ để xài thôi. Cái này mình được chỉnh với chúng ta. Đây, khi mà đeo á thì nó sẽ như thế này. Cái này vòng vào cổ. Đó. Và cái máy điện thoại chúng ta, cái này là để mẫu này nha, chứ thường là ít ai để như thế này lắm. Thường chúng ta sẽ để cho nó xoay ngược lại và cái cam nó sẽ chiếu ngược, chiếu xuống. Mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem. Đây, cái góc nhìn thứ nhất nè. Đó, các bạn đang xếp xếp những cái giấy nè, ẩm thực nè, hoặc là các bạn hướng dẫn cái gì đó thì các bạn có thể đeo cái này để nó quay cái góc nhìn thứ nhất rất là đẹp. Đây, ở trên đây nè, ở trên đây nè, trên đây đó, quay các bạn chơi đùi thú cưng nè, quay cái dạng mà quay người cảnh nè, quay em bé bé thôi, cách ví dụ các bạn hướng dẫn cách thay tã hay là bla 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 thì các bạn sử dụng góc nhìn này. Đi xe đạp trên xe rất là tiện. Nói chung là cái này tiện ở chỗ là các bạn có thể mắt đeo ngay vào cổ, các bạn sử dụng ngay thì nó tiện. Còn những cái khác thì dây đeo này nọ thì các bạn phải đeo lên người, nhìn nó gườm gà và nó khá là nghiêm trọng. Mình sẽ mở về phía sau. Cái này chặt nha, nhưng mà trong đây có bấm ở đâu nha. Đây thì cái này thì mình sẽ kéo ra như thế này. Kéo ra thế này để mình xem là cái lắp cái điện thoại như thế nào nha. Có thể bật xuống luôn. Và cái này nó có cái lò xo ở dưới đây, kéo vào, để điện thoại vào là kẹp vào thôi. Thì nó có thể cong như thế này. Còn ở phía này nó có một cái khớp, các bạn có thể vặn cái này ra ngay chỗ này vặn, và các bạn lắp cái đồ các bạn để GoPro vào. Đó, thì cái chốt này là của thiết kế cho GoPro luôn, các bạn chỉ gắn để vào thôi, các bạn chỉnh góc. Cái này mình sẽ gắn thử điện thoại trước. Mình cái này mình thích là cái loại mà có ốc vặn hơn, nó dễ điều chỉnh và nó chặt hơn. Cái này thì cũng ok, đi thì lò xo này nó ép một số dòng máy, nó ép và nó bị trầy. Thì mình có con X10E, mình sẽ gắn thử đây. X10E thì nó sẽ gắn như thế này, khi các bạn quay ngược lại. Đây. Đó, cái gì đó. Còn gỡ ra là các bạn sẽ gỡ thế này. Rồi, đó. Thì có GoPro thì các bạn chỉ gắn gì thế này thôi. Để vào, bộ gắn vào. Nói chung là nó khá là nhanh, khá là gọn, các bạn có thể đem đi và sử dụng ngay cho nó tiện. Còn nhẹ. Tuy nhiên cái này các bạn để hết kỹ nha, vì cái này là nhựa cứng,
một số tình huống các bạn để có thể nó bị va chạm hay là bị căng quá thì nó sẽ có, mình nghĩ là có thể sẽ bị rẫy. À này, tuy là theo mình nghĩ nó không đến nổi đâu. À. Ok, thì cái sản phẩm này có giá tầm đâu đó 100.000. À, thì mình để link ở phần mô tả video, các bạn có thể click vào link nó xem tham khảo giá và chọn mua cho mình một cái thiết bị thế này nha. Ok, video này kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau. Bye.